Rồi, okay, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG V60 bản T-Mobile chuẩn các bác nhé. Con này không phải là bản sạc pin chạy ROM T-Mobile đâu, chuẩn luôn. Và số là 139. Thì cái số này là cái số đuôi IMEI thôi. À, độ mới tầm khoảng 99,5%. Còn L1, áp suất ok. Và em đang bán là giá 4,6 củ các bác nhé. Thì con này tuy nó như mới nhưng mà em cứ sâu cho các bác hết cái ngoại hình của nó, cho các bác yên tâm. Vì nhiều bác vẫn cứ hỏi em lắm. Thì đây là cái cạnh dưới này, đây có thể thấy này, không có vết xước nào, và còn cả siêu viền, siêu cổng sạc này. À, đây là cái cạnh trái này, cạnh trái cũng thế, rất đẹp luôn, không hề có vết xước. Còn đây là cạnh trên này, đây cạnh trên cũng thế thôi nhá, cũng rất đẹp luôn, còn nguyên bánh siêu này. À, cạnh phải đây cũng thế thôi, rất đẹp các bác nhá, còn nguyên siêu các bác nhá. Đó thì cái khung viền thì phải nói là không có vết xước gì rồi. Còn đây là cái mặt lưng, thì cái mặt lưng này cái màu trắng thì các bác khó có thể nhìn thấy cái những cái vết lông mèo nhỏ tí ti, nhưng mà em nghĩ không có đâu, các bác cứ yên tâm, máy này nó là gần như mới mà. Thì đây các bác, quan trọng là cái phần của camera này. Đấy, camera này không hề có vết xước nào các bác nhá. Đó. Đó, các bác yên tâm nhé. Đó. Rồi, đây là mặt trước này. Thì đây, mặt trước cũng thế các bác nhé. Như là không có vết xước nào các bác nhé. À, các bác yên tâm. À, thực ra là nó cũng có một vài những cái vết xước gọi là lông mèo nhỏ ti ti ấy, nhưng mà phải nghiêng cái điện rất là kỹ này các bác thấy nhé. Còn nếu mà nhìn thế này thì hoàn toàn các bác không thể thấy được. Đó, cho nên các bác yên tâm. Nó phải nói là rất bé luôn. Rồi, ok. Thì ngoại hình các bác yên tâm nhé, nó rất là mới rồi, các bác không phải lo. Còn cái chức năng thì em sẽ test cho các bác lại, cho bác yên tâm nhé. Tại vì nhiều khi em chỉ sâu ngoại hình, nhiều bác vẫn cứ lăn tăn là sợ em nói láo ấy, thì vẫn cứ phải test lại cho các bác yên tâm. Thì đây, cái này là cái L1 này. Thì cái này nhiều bác vẫn còn rất là mơ hồ, tại vì nhiều bác cứ nghĩ là L1 thì nó là loại 1, L3 thì loại 3, thì không phải đâu các nhé. L1 hay L3 thì nó không liên quan gì đến phần cứng các bác nhé, nó là phần mềm, và nó chỉ nhiều đơn giản nó như này này. L1 thì các bác xem phim nó nét hơn, L2 L3 xem phim nó không nét bằng, mà xem phim bằng những cái app phim trực tuyến ấy mới có nhé, chứ còn xem phim bằng web thì bình thường hết. Rồi, cái này thì nó đơn giản rồi. Sẽ là camera này, này camera bình thường hết các bác nhé, cam trước này, cam sau này, nét bình thường hết các bác nhé, bật nét luôn. Ok. À, có xong rồi cái gì nữa nhỉ? Đây, vân tay bình thường các bác nhé. Thì con này đang chạy Android 11 đây, số điện thoại các thứ đây, ok luôn. À, em sẽ cắm một số những cái thiết bị vào xem là thế nào. Đây là cái cổng máy tính của em đây. Đó, nhận bình thường các bác nhé. Nhận bình thường nhé. Còn đây là cái sắc tai nghe này. Đó, nhận hai file DC bình thường nhé các bác nhé. Đó. Ok. Thì cái cổng sạc ấy, lát nữa em sẽ test cho các bác kỹ nhé. Các bác xem đến cuối video thì em test cái cổng sạc rất kỹ để các bác yên tâm. Đấy, thì ngoài này xem còn cái gì nữa không? À đây, wifi bình thường nhé các bác nhé, wifi này 3, 4G, 2G này, bây giờ đang hiện 2G rồi, để em gọi điện phát trên thế nào. Tiếp cận bình thường này. Đấy. Chuyển 4G bình thường nhé. Trong phòng em ấy thì cái 4G nó rất là yếu các bạn. À, dùng sim Viettel đấy thì nó yếu lắm. Nhưng mà vẫn có 4G bình thường. Cái bản T-Mobile này thì nó hiện tại nó là cái bản sóng tốt nhất rồi, các bác yên tâm. Rồi, em sẽ vào hẳn bên trong test cho các bác. Ok. Thì đây. Đây là tiệm cận ánh sáng bình thường hết nhé. Các phím bấm. Ok hết. Chuông này. Rung này. Rung rất mạnh nha các bác nhé. Quay hồi chuyện này bình thường hết này, các mic này
ok này, mic dưới ok này, mic trên này, ok này, mic 3 này, mic 0 này, mic 4 này, ok này. Rồi, cảm ứng này, cũng cứ phải test cho nó kỹ càng các bạn. Ok các bạn, cảm ứng bình thường nhé. Những cái này thì em test hết rồi. Áp suất đây, dành cho bác nào thích áp suất thì áp suất còn thì em cũng khuyên các bác là đừng có ngâm nước các bác nhé, nó chả biết nó chết lúc nào đâu. Rồi, ok. Sang bên này. Đây, IMPL bằng 1 các bác nhé, không sợ fake IMEI đâu. Battery đương nhiên bằng 0 rồi. Thì nhiều bác ấy ở cái phần này này các bác bảo là hạ về 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 Android 10 để check pin ấy, thì thực sự là check cũng được nhưng mà nó cũng không chính xác hoàn toàn đâu, cho nên là nó không quá cần thiết đấy. Tại vì nhiều khi là anh em bán ấy, có quá nhiều máy các anh em không thể là cái con nào cũng hạ về 10 để mà check được, em cũng chả có thời gian đâu. Và em thấy là nó không 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 có chính xác ấy, cho nên em cũng không không muốn hạ về đấy. Rồi màn hình này, đây màn hình này thì các bác yên tâm nhé, chưa hề có lưu ảnh các bác nhé. Thì cũng cứ phải nói cho các bác là màn hình của con V60 thường thường nó sẽ hơi ám vàng một chút các bác nhé, đặc biệt ở phần trên này này, nó sẽ hơi ám vàng hơn phần dưới này một chút này. Đấy, thì nhiều bác mới dùng đến LG V60 các bác cứ nghĩ hơi hơi ám vàng như vậy là lỗi, thì không phải đâu các bác nhé. À, nó cũng hơi ám vàng một chút thôi. À, con này thì ok, không vấn đề gì đâu nhé, hoàn toàn bình thường. Ok luôn. Đây thì em sẽ test cái cổng sạc Type-C này cho bác này. Thì đây, đây là cái cổng 18W này. Đấy, thì nó vẫn nhận sạc nhanh nhé, nó vẫn nhận sạc nhanh bình thường này, và nó chỉ nhận đến CC2 thôi. Đấy, đảo chiều này. Đấy, thì nhiều bác ấy, nhiều bác bán con V60 này và cứ bảo là đã fix lỗi chân sạc ấy nhiều, nhưng mà em thì cũng đã thử thử rồi, đã thử là mua một cái con máy mà đã bảo là fix chân sạc rồi nhưng mà fix chân sạc không đến nơi đến chốn các bạn, cũng có thể là con đấy là vớ vẩn. Nhưng mà không biết các bác test thế nào, nhưng mà em test bằng cái dây nó không được ngon ấy, cái dây như kiểu cái dây này này, cái dây 18W này này là dây không ngon mấy đâu, mà nó nhận sạc nhanh bình thường là ok. Còn cái dây này này là cái dây cổng PD ấy, thì đương nhiên là nó sẽ nhận thôi, đương nhiên nó sẽ nhận sạc nhanh bình thường thôi. Đấy, cho nên là nhiều bác test cái chân sạc này nó không, em không biết các bác test kiểu gì thì cái đấy em không biết, nhưng mà em test thì chuẩn đét luôn, nó chưa lỗi là chưa lỗi, và con này hoàn toàn là chưa lỗi cái gì cả nhé. Đương nhiên thì về nhà các bác cũng nên dừng nó cẩn thận, nó nhẹ nhàng một chút thì nó sẽ được lâu dài các bác nhé, không phải là các bác cứ bảo là nó chưa bị lỗi thì nó sẽ không bao giờ lỗi đâu. Đấy, hoàn toàn do cách sử dụng của bác thôi, đấy là điều thực sự phải nói như vậy. Thế thì và em cũng khuyên các bác là mua, nếu muốn nó sạc nhanh hơn ấy, thì nên mua cái bộ sạc nó có chuẩn PD ấy, và nó có công suất là tầm 25W trở lên các bác nhé. Như em đang bán, em cũng có bán nhé, các bác cần thì bảo em. Thế thì nó sẽ sạc nhanh hơn. Còn nếu bác nào mà muốn cẩn thận hơn thì các bác hoàn toàn có thể dùng cái sạc không dây các bác nhé. Không dây thì các bác yên tâm, con máy em test ra đều sạc không dây bình thường hết nhé. Tại vì con máy em đang quay đây này, nó có sạc không dây để úp vào đây, nhưng mà em đang quay rồi em không không tiện làm thôi. Thì các bác yên tâm, mọi vấn đề của con này nó đều bình thường hết nhé, từ sim sóng độ mới để các thứ, con này hoàn toàn bình thường, nhất là chân sạc thứ là bình thường hết các bác nhé. Đấy. À, và nó phải nói là dành cho những anh em nào yêu thích sự hoàn hảo ấy, tại vì giá em bán ra rất là cao. À, các bác nhiều khi bảo là em ảo tưởng giá, nhưng mà thực sự là không không muốn phải bán giá cao, nhưng mà nhập vào cao thì bắt buộc vẫn phải bán giá cao thôi, chứ bây giờ đầu vào người ta cao mình bán bằng giá thì chẳng nhẽ mình bán vì đam mê thì nó không đúng. Đấy, cái gì nó phải thực tế các bạn. À, tùy các bác thôi, các bác cần cái sự hoàn hảo, cần sự yên tâm thì có thể mua hàng của em hoặc mua hàng của ai cũng được, ai cũng bán uy tín mà các bác, em thấy có ai nói là bán hàng lậu đâu, cho nên các bác cứ 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 suy xét bình tĩnh mà mua thôi. Rồi ok, chào các bác nhé, thì con này là con ngon hoàn toàn nhé các bác nhé. Ok, chào các bác.